Cúm còn được gọi là flu, là bệnh nặng, nhất là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đó là lý do trẻ em từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi được chích ngừa cúm miễn phí. Chích ngừa giúp con em quý vị khỏe mạnh để tham gia những ngày vui chơi, kỳ nghỉ gia đình và các chuyện khác. Chích ngừa cúm là chuyện rất nhanh và dễ cho con em quý vị và bảo vệ em khỏi bị bệnh nặng. Hãy xin bác sĩ các hẹn chích ngừa cúm miễn phí cho em ngày hôm nay.